Xin chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách nói liên quan đến việc đưa ra mệnh lệnh, sai khiến hoặc khuyên nhủ người khác nên làm một việc gì đó. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nói sai khiến hoặc là nghiêm cấm ai đó. Về cơ bản, khi mà các bạn học ở sơ cấp, chúng ta có cách nói sai khiến mà cách dùng với "Shite kudasai" hoặc "Nasai". Hoặc với trường hợp nghiêm cấm hoặc không được làm gì đó thì chúng ta nói là "Teiwa ikemasen". Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển động từ để chúng ta dùng sang một cách nói để đưa ra mệnh lệnh hoặc sai khiến ngắn gọn. Đầu tiên là cách đưa ra mệnh lệnh. Cách đưa ra mệnh lệnh này đặc biệt thì thường được nam giới sử dụng, dùng để đưa ra mệnh lệnh cho những người dưới mình hoặc là ngang bằng với mình, ví dụ như bạn bè, hoặc là dùng trong những cái bối cảnh như là nguy hiểm hoặc là những cái lúc mà chúng ta cần đưa ra một những cái câu mệnh lệnh ngắn, ví dụ như là trên công trường xây dựng chẳng hạn. Hoặc cách nói này còn được dùng khi mà các bạn cổ vũ ai đó, ví dụ như khi xem một trận bóng đá, chạy đi, sút đi chẳng hạn. Hoặc là trong cuộc sống mà khi các bạn đang ở bên Nhật ý, thì các bạn cũng thường thấy những cách nói này khi mà chúng ta nhìn những cái biển báo cấm hoặc là cảnh báo một cái gì đó. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển động từ dạng bình thường sang dạng sai khiến mệnh lệnh ngắn. Với động từ nhóm 1 thì các bạn hãy chuyển động từ đó về dạng câu điều kiện đề bà đấy ạ. Và sau đấy các bạn bỏ cái chữ ba đi. Ví dụ, 하시르 thì các bạn sẽ chuyển thành 하시레. 노르 thì các bạn sẽ chuyển thành 노레. Còn với động từ nhóm 2 thì các bạn hãy bỏ hoàn toàn đuôi đự cộng thêm rô. Ví dụ như là ăn thì chúng ta sẽ nói là ăn đi, 食べろ, hay là xuống đi, 오리로. Riêng có một động từ đặc biệt đấy là 그래도, nghĩa là tặng hoặc làm cái gì đấy cho mình, đúng không ạ? Thì nó sẽ được chuyển thành là 그래. Còn đối với động từ nhóm 3 thì 싫어 sẽ chuyển thành 싫어, 끄르 thì sẽ chuyển thành 꼬이. Đấy là về dạng cách đưa ra mệnh lệnh ngắn. Còn với cách nói nghiêm cấm đừng làm một cái việc gì đó hoặc không làm một cái gì đó thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng cái động từ nguyên thể và cộng thêm na. Ví dụ, không được uống, 노무나, hay là không được sờ vào, 사와르나. Ngoài cái cách nói đưa ra mệnh lệnh hoặc sai khiến trực tiếp này thì cái dạng mệnh lệnh sai khiến này còn được dùng trong những cái câu chúng ta tường thuật gián tiếp lại các câu mệnh lệnh. Ví dụ như là tôi ra lệnh cho con chó là hãy xuống đi thì chúng ta sẽ nói là 이르니 오리로 또 메데시다. Hay là bố tôi bị bác sĩ nói là đừng có uống rượu nữa. 父は 이사니 오사케오 노무나 또 이와레테 이마시다. Đó là với cái dạng văn nói. Còn trong văn viết, đặc biệt là trong những cái tờ văn bản viết về quy định này hoặc là những cái thông báo hãy làm một cái gì gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng với koto. Động từ đằng trước đó thì các bạn sẽ chia về nguyên thể. Ví dụ như là hãy đọc kỹ cái mục chú ý trước khi mà bạn viết cái bản đăng ký thì chúng ta sẽ nói là 모시코미쇼 카크 마이니 주의가키오 요크 요무 koto. Hoặc là trên những cái biển báo cấm dài như là ở chỗ này nguy hiểm nên là không được bơi ở cái khúc sông này thì cái biển báo đấy sẽ được viết là 危ないから konakawade oyoganai koto. Đấy là với những cái dạng câu văn dùng trong những cái tờ thông báo hoặc quy định. Còn khi mà giữa hai người nói chuyện với nhau mà muốn thể hiện là bạn nên làm như thế này hoặc không nên làm như thế kia thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Ngoài cách dùng là veta hogai thì chúng ta còn có thể sử dụng với bekida hoặc bekida đều này. Trường hợp này để sử dụng khi mà chúng ta muốn nói đến quan điểm của người nói rằng nên hoặc không nên thực hiện một điều gì đó chứ không phải là do quy định hay một cái điều gì đó bắt buộc cả. Ví dụ như là khi mình muốn nói là cái việc này là một cái vấn đề quan trọng đấy nên hãy trao đổi kỹ với nhau thêm một chút nữa rồi hãy quyết định. Đấy. Bản thân cái câu đấy dùng để khi mà mình muốn đưa ra cái ý kiến chủ quan của mình nên làm cái việc gì đó thì câu đấy sẽ được nói như sau. これは大事なことですからもう少し話し合ってから決めるべきだと思いますよ。Hay là với những câu đưa ra quan điểm như là trẻ con thì không nên chơi ở ngoài cho đến khuya thì chúng ta có thể nói lại là 子供は夜遅くまで外にいるべきではないんです。Cách chia của べきだ và べきではない là các bạn cộng nguyên cái động từ nguyên thể cộng với べきだ hoặc べきではない
Riêng với trường hợp suru thì chúng ta có thể nói bằng hai cách, hoặc là subeki hoặc là surubeki. Còn một cách nói nữa rất hay để sử dụng trong giao tiếp thông thường, khi mà bạn muốn đưa ra một gợi ý hoặc một lời khuyên nào cho đối phương rất là nhẹ nhàng, chúng ta có thể sử dụng cách nói tadado. Ví dụ như là một người bạn than phiền với bạn là dạo này tôi có nhiều cái mail spam quá, thì khi đấy mình sẽ đưa ra lời khuyên là cha arodesu o kaetarado. Vậy thì bạn thử thay đổi địa chỉ mail xem thế nào. Hoặc khi thấy một người bạn trông có vẻ mệt mỏi thì mình có thể đưa ra lời khuyên là thử khám sức khỏe một lần xem thế nào. Ichido kenko shindan o uketara dou deshou ka. Như vậy là trong bài học này mình đã hướng dẫn các bạn cách nói để đưa ra nghiêm cấm này, hay là sai khiến, hoặc là đưa ra lời khuyên với một ai đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.